Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022. Sự kiện và bình luận tuần này đề cập đến vấn đề cảnh báo nguy cơ lũ quét gây sạt lở ở các khu dân cư. Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với người đồng cấp Philippines bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 9, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến về Diễn đàn Kinh tế Hợp tác xã năm 2022 với chủ đề Chuyển đổi số, động lực phát triển kinh tế hợp tác xã trong kỷ nguyên mới gắn với thực hiện nghị quyết số 20 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, trưởng Ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã đồng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình, dự hội nghị có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, với vai trò là một trong bốn thành phần của nền kinh tế Việt Nam và là tổ chức kinh tế có tính cộng đồng cao nhất, luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, khu vực kinh tế hợp tác xã đã có những bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Với phương châm biến thách thức thành hành động và cơ hội, diễn đàn năm nay tập trung vào chủ đề chính là chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác xã gắn với thực hiện nghị quyết số 20. Từ những cơ chế chính sách và sự quan tâm của các cấp các ngành, khu vực kinh tế hợp tác xã đã khắc phục tình trạng yếu kém, tận dụng và khai thác được tiềm năng, từng bước khẳng định vị trí vai trò là thành phần kinh tế nền tảng trong nền kinh tế quốc dân. Thủ tướng đề nghị sau diễn đàn các bộ ngành trung ương địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của Đảng, của Chính phủ có liên quan đến chuyển đổi số. Đặc biệt, cần thực hiện hiệu quả nghị quyết số 20 ngày 16 tháng 6 năm 2022, qua đó tạo đột phá trong hoạt động của kinh tế hợp tác xã trên cả nước. Ngày 23 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ hiệu quả, hiện đại và hội nhập. Tham dự tại điểm cầu Văn phòng Chính phủ có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, lãnh đạo các bộ ngành liên quan, các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Xin trân trọng kính mời Thủ tướng Chính phủ chủ trì. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ ngành địa phương quan tâm phối hợp triển khai hiệu quả việc cơ cấu lại các chương trình nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, tạo giá trị gia tăng, triển khai các biện pháp thúc đẩy chuyển giao công nghệ nhập khẩu, giải mã các công nghệ cao, trước hết là đối với một số lĩnh vực công nghiệp, ngành hàng xuất khẩu chủ lực. Đồng thời phát triển mạng lưới chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia khoa học và công nghệ nước ngoài tham gia hoạt động đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường khoa học và công nghệ Việt Nam, qua đó thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Theo thống kê, cả nước hiện đang có 800 tổ chức trung gian thị trường khoa học và công nghệ các loại được hình thành, trong đó có trên 20 sàn giao dịch công nghệ tại các địa phương, một sàn giao dịch tại vùng duyên hải Bắc Bộ. Cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin khoa học và công nghệ và nền tảng dữ liệu dịch vụ sở hữu công nghiệp đang hoạt động có hiệu quả. Giá trị giao dịch hàng hóa khoa học và công nghệ tăng với tốc độ bình quân hàng năm đạt trên 20%. Phải xây dựng tổ chức hội vững mạnh từ cơ sở, xây dựng phong trào từ cơ sở. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp phải trở thành mái nhà chung cho phụ nữ, quan tâm đồng hành hỗ trợ phụ nữ vươn lên phát triển kinh tế và xây dựng gia đình hạnh phúc. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022 vào sáng ngày 23 tháng 9. Những tháng đầu năm với nhiệm vụ trọng tâm là triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027. Các cấp hội phụ nữ đã triển khai thực hiện chủ đề 5 phong trào thi đua khâu đột phá và 3 nhiệm vụ trọng tâm đạt được nhiều kết quả. Tích cực tổ chức các cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch bền vững hoặc gia đình 5 có 3 sạch góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.
chương trình mẹ đỡ đầu các hoạt động vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới. 9 tháng đầu năm, Hội Phụ nữ các cấp đã hỗ trợ cho 11 hội viên phụ nữ khởi nghiệp, hỗ trợ thành lập mới 2 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, hỗ trợ 2 tổ liên kết. Hiện toàn tỉnh đã có trên 31.000 hội viên phụ nữ tiếp cận được các nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng. 9 tháng đầu năm, các cấp hội đã phát hiện, xây dựng, biểu dương, nhân rộng 787 mô hình cách làm hay, cá nhân phụ nữ tiêu biểu. Tại buổi làm việc, các cấp hội phụ nữ đã kiến nghị một số vấn đề như các cấp quan tâm lãnh đạo tạo điều kiện để hội thực hiện hiệu quả các đề án của chính phủ như đề án tuyên truyền giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027, đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tạo điều kiện về phương tiện làm việc cho các tổ chức chính trị xã hội cấp cơ sở, tiếp tục quan tâm tạo việc làm tại chỗ có thu nhập ổn định cho phụ nữ ở địa bàn nông thôn. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy, đánh giá cao vai trò của phụ nữ trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh như đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phát huy vai trò đoàn kết tập hợp hội viên. Thời gian tới, các cấp hội phụ nữ phải xây dựng hội vững mạnh từ cơ sở, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp phải trở thành mái nhà chung cho phụ nữ, bạn đồng hành, quan tâm chăm lo hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Rồi, nên là xây dựng tổ chức hội là phải từ cơ sở là gì vậy? Và trở thành mái nhà chung và phải là người bạn đồng hành với phụ nữ. Và khi phụ nữ khó khăn nhất là phụ nữ tìm đến tổ chức hội để nhờ hỗ trợ, bảo trợ, chăm sóc, quan tâm. Chúng ta phải thông qua tổ chức các cái cuộc vận động, phối hợp với các tổ chức kinh tế, với ngành giáo dục và tham mưu cho cấp ủy chính quyền để có cơ chế trong việc hỗ trợ phụ nữ trong việc học tập, trong việc tìm kiếm việc làm, trong việc vay vốn để phát triển kinh tế và cái cuối cùng là cái nhu cầu hạnh phúc. Hội phụ nữ các cấp phải tổ chức tuyên dương, biểu dương các mô hình hay, các nhà sáng tạo. Tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường để thu hút đầu tư, phát triển các cái cụm công nghiệp, các khu công nghiệp và thu hút đầu tư để mà tạo cái công ăn việc làm, đưa các cái nhà máy về nông thôn để mà thu hút cái người lao động của chúng ta, trong đó ưu tiên cho phụ nữ, khuyến khích phụ nữ vươn lên làm giàu, vươn lên nghiên cứu khoa học, rồi vươn lên làm cán bộ quản lý, tức là cán bộ nữ trên các cái lĩnh vực, trên các mặt trận của đời sống xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo Hội Phụ nữ tổ chức các phong trào gắn với phụ nữ địa phương đơn vị, cán bộ hội phải nắm vững cơ sở, nắm được hội viên, tổ chức các lớp xóa mù chữ cho chị em phụ nữ vùng khó khăn, tạo việc làm cho phụ nữ, xây dựng các mô hình bảo vệ phụ nữ yếu thế, kịp thời tuyên truyền biểu dương các mô hình hay, cách làm tốt trong hội viên phụ nữ, nghiên cứu tập hợp thành lập tổ chức các mô hình để tập hợp phụ nữ, tranh thủ các nguồn lực tạo điều kiện để phát huy vai trò của phụ nữ như câu lạc bộ trí thức doanh nhân tỉnh Hòa Bình, góp phần tham gia xây dựng đảng chính quyền trong sạch vững mạnh. Đối với những kiến nghị đề xuất của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở ngành liên quan xem xét giải quyết trong thời gian tới. Ngày 23 tháng 9, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức tọa đàm khoa học tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 27 ngày 6 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy chính quyền trong tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác thu hút, tuyển dụng, quy hoạch đào tạo, bố trí sử dụng đội ngũ trí thức, cụ thể hóa và ban hành nhiều chủ trương chính sách thu hút đào tạo, phát triển đội ngũ trí thức. Sau 15 năm thực hiện nghị quyết số 27, đội ngũ cán bộ công chức viên chức của tỉnh tăng từ 21.162 người lên 29.398 người, trong đó cán bộ là người dân tộc thiểu số chiếm khoảng 51%. Toàn tỉnh đã cử 2.063 người đi đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị, 4.610 người được đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị.
Về chuyên môn có 960 người được đào tạo trình độ thạc sĩ, 71 người được đào tạo trình độ tiến sĩ. Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua, đội ngũ trí thức của tỉnh đã tham gia tích cực trên các lĩnh vực, đảm trách những vị trí quan trọng trong cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và doanh nghiệp, giữ vai trò nòng cốt trực tiếp đi đầu trong nghiên cứu sáng tạo, vận dụng tri thức khoa học và hoạt động thực tiễn, tạo ra những giá trị vật chất tinh thần, phục vụ đời sống nhân dân, đóng góp thiết thực cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trước mắt là chỉ tạo thường xuyên, tạo những cái bước bật cho giáo viên từ cơ sở học sinh đào tạo, chúng tôi sẽ trước mắt là thuê, có những cần những lĩnh vực như cả chúng tôi có đội tuyển thi hoặc những cái gì đó thì đặt hàng với các, mà cái đấy là có cam kết giữa tỉnh Hòa Bình và Đại học Quốc gia rồi, trong cái việc mà thuê rồi là nhờ giúp cho nó cả cái Đại học Quốc gia có cái đề án giúp cho Hòa Bình trong thực hiện là hỗ trợ giáo sư nguồn nhân lực để hỗ trợ cho tỉnh trong cái thực hiện cái nhiệm vụ khoa học cũng như đào tạo. Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện nghị quyết số 27 trên địa bàn tỉnh 15 năm qua. Đồng thời, mong muốn thời gian tới tỉnh tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ trí thức là người dân tộc thiểu số. Chúng tôi rất là ấn tượng là đồng chí đã nhấn mạnh đến cái nhân lực. Mà trong bối cảnh rất gần với lại thủ đô, có những thuận lợi nhưng cũng có những khó khăn. Đấy, thuận lợi là chúng ta gần một cái trung tâm có rất đông đảo nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó cái đội ngũ văn nghệ sĩ trí thức cũng rất nhiều. Nhưng mà nó cũng có cái bất lợi, cái chỗ là nó hút về Hà Nội và rất khó để thu hút. Đấy, vì ở cái trung tâm vừa là thành phố lớn thứ hai còn cả nước, vừa là thủ đô, nó hút về đấy. Đấy, thì trong bối cảnh đó thì các đồng chí cũng đã có những cái cách làm nó cho rất là sáng tạo, đúng không? Để xác định để chúng ta làm sao mà giữ được cái người là làm được việc, rồi có các cái chương trình là hỗ trợ từ chúng ta gọi là từ xa đấy, hoặc là từ sớm từ xa đấy. Như đồng chí giám đốc sở giáo dục có thông tin là chúng ta là tập trung vào những cái từ rất sớm, từ cấp 2, từ cấp 3, thậm chí đồng chí quan tâm là từ mầm non, để chúng ta có một cái nguồn nhân lực để đáp ứng được cái sự phát triển của tỉnh. Đối với những đề xuất kiến nghị của tỉnh liên quan đến cơ chế chính sách đảm bảo kinh phí và điều kiện hoạt động cho Liên Hiệp Hội ở tỉnh theo chỉ thị số 42 năm 2010 của Bộ Chính trị và cụ thể hóa chế độ chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên xuất sắc theo kết luận số 86/2014 của Bộ Chính trị, đoàn công tác tiếp thu tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất. Ngày 23 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hòa Bình. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự và phát biểu giao nhiệm vụ. Theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bà Lại Thị Tuyết Lan, trưởng phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo 1, được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chúc mừng tân Phó Chánh Thanh tra tỉnh và ngành thanh tra, đồng thời nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của thanh tra tỉnh trong công tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn bà Lại Thị Tuyết Lan tiếp tục rèn luyện, phát huy năng lực, kinh nghiệm và sở trường công tác, cùng tập thể lãnh đạo cán bộ công chức của ngành đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, giúp lãnh đạo tỉnh làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, đảm bảo theo quy định của nhà nước. Ngày 23 tháng 9, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phân cấp quản lý khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 1.995 công trình thủy lợi, có trên 3.720 km kênh mương. Đến hết năm 2021 đã kiên cố hóa được 54%. Hiện nay có 526 công trình do cấp tỉnh quản lý, 1.469 công trình do cấp huyện quản lý. Hệ thống công trình thủy lợi đã cấp nước tưới chủ động cho trên 55.600 ha phục vụ sản xuất vụ xuân và vụ mùa đến hết năm 2022. Để đảm bảo công tác tưới tiêu, tỉnh đã đầu tư kiên cố hóa trên 900 km kênh mương, sửa chữa nâng cấp xây mới hơn 200 hồ đập,
500 bae dâng và 500 trạm bơm trạm thủy luân, áp dụng công nghệ tưới tiêu tiên tiến tiết kiệm nước cho hơn 900 ha. Tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ cơ chế vận hành của các công trình thủy lợi theo phân cấp quản lý, kinh phí cho thuê mặt nước từ các công trình hồ chứa, đồng thời bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc thực hiện dự án công trình hồ chứa nước. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí trưởng ban kinh tế ngân sách đề nghị ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn khẩn trương thực hiện đề án cắm mốc các công trình thủy lợi để thực hiện công tác quản lý bảo vệ theo quy định, làm tốt công tác quy hoạch và quản lý vận hành sử dụng theo đúng quy hoạch, phục vụ tốt nhất cho phát triển kinh tế xã hội địa phương, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra liên ngành đối với việc quản lý khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn. Ngày 23 tháng 9, đoàn giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát tại huyện Tân Lạc về thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình từ năm 2020 đến nay. Cùng tham gia có đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Từ năm 2020 đến nay, huyện Tân Lạc đã thực hiện chính sách trợ giúp xã hội cho trên 4.600 đối tượng, trong đó có trên 4.200 đối tượng là người dân tộc thiểu số, với tổng kinh phí trên 45,4 tỷ đồng, trợ giúp khẩn cấp cho một hộ gia đình nghèo bị hỏa hoạn. Tính đến tháng 8 năm 2022, có trên 3.600 đối tượng nhận trợ cấp qua dịch vụ bưu điện, trong đó có trên 3.300 người dân tộc thiểu số, với tổng kinh phí là trên 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, do đối tượng đông, biến động hàng tháng nên công tác quản lý theo dõi đối tượng gặp khó khăn, việc điều chỉnh mức hưởng một số trường hợp chưa kịp thời. Tại buổi giám sát, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh đầu tư hệ thống thiết bị văn phòng đồng bộ cho cấp xã để thuận lợi trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Bùi Tiến Lực, trưởng đoàn giám sát đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc quan tâm lãnh đạo chỉ đạo các phòng ban chức năng thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước theo đúng đối tượng, đúng chế độ chính sách, gắn trách nhiệm của cán bộ chuyên môn, cán bộ phụ trách tại cơ sở trong việc chi trả cho các đối tượng trợ cấp xã hội, chủ động phối hợp với các ngành liên quan trong giám sát triển khai thực hiện chế độ chính sách với đối tượng bảo trợ xã hội và chính sách xã hội khác trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, Hòa Bình có vị trí địa lý đặc thù, nhiều đồi núi, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi một số loại hình thiên tai, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lũ, ngập úng cục bộ. Nguy cơ thiên tai rất cao và thực tế năm nào cũng có thiệt hại về người và tài sản. Toàn tỉnh hiện nay có tới 201 điểm dân cư nguy cơ thiên tai cao, với 5.273 hộ dân nằm trong vùng bị ảnh hưởng cần phải có phương án bố trí sắp xếp ổn định dân cư. Chính vì vậy, việc đề cao cảnh giác, nhất là có sự chủ động trong công tác cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn khi thiên tai xảy ra là cần thiết. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn đến với phần bình luận của biên tập viên Minh Thủy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tình hình thiên tai ngày càng lớn cả về cường độ, số lần xuất hiện và trái quy luật. Đã có các bài học từ những năm trước để hạn chế thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, 9 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã làm 10 người chết và 1 người mất tích, 1 người bị thương, 213 hộ dân bị ảnh hưởng. Nguyên nhân chủ yếu là do một số người dân còn chủ quan phòng chống khi thiên tai xảy ra. Bên cạnh đó, tại một số địa phương, việc xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai còn chưa bám sát với thực tế. Tại khu vực Cầu Đen, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, sau đợt mưa lớn ngày 8 và 9 tháng 9 vừa qua, hai bờ phía thượng lưu cầu đã bị sạt lở sát với phần mố trụ cầu và sát với nhà dân, gây mất an toàn. Đặc biệt, đây còn là cây cầu huyết mạch dẫn vào thành phố Hòa Bình với lưu lượng người và phương tiện qua lại khá đông. Trước thực trạng trên, Ủy ban dân tỉnh đã quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai gây sạt lở kè bảo vệ đê sông Đà, khu vực K2-538 và thượng lưu cầu Đen do mưa lũ tại phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình. Đặc biệt là cái cơn mưa số 4 này thì nó gây cái thiệt hại rất lớn, thì nhân dân rất hoang mang, nó dao động trong cái việc là đi và việc ở. Thế thì cái mong mỏi lớn nhất của nhân dân ở đây thì làm sao mà nhà nước sớm khắc phục được cái tình trạng này. Từ đầu năm đến nay, các loại hình thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh như dông lốc, mưa lớn cục bộ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét đã khiến 10 người tử vong và 1 người mất tích, 1 người bị thương, thiệt hại trên 550 nhà ở, phải di rời khẩn cấp 188 nhà, 487 nhà bị ngập nước. Bên cạnh đó, nhiều công trình trọng điểm bị hư hỏng sạt lở,
ước tổng giá trị thiệt hại gần 672 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh đã phải công bố cái tình huống khẩn cấp về thiên tai gây ra sạt lở, đặc biệt là khu vực cầu Đen, thành phố Hòa Bình và khu vực cầu Ngoài Mại tại đường tỉnh 445. Ngoài ra trên địa bàn tỉnh còn rất nhiều các điểm sạt lở bờ sông suối cũng như các khu dân cư khác. Với trên 201 điểm dân cư trên địa bàn tỉnh hiện nay có nguy cơ thiên tai cao với gần 5.300 hộ dân ảnh hưởng. Đối với khu vực thường xuyên bị lũ ống lũ quét có 21 điểm với 167 hộ bị ảnh hưởng, cần phải bố trí ổn định dân cư. Điều này cần một giải pháp căn cơ, lâu dài, đảm bảo an toàn cho các hộ dân khi thiên tai xảy ra. Trước thực trạng thiên tai ngày càng khó đoán, bên cạnh sự chỉ đạo sâu sát, kiên quyết của chính quyền các cấp, sự đồng thuận của người dân trong việc ứng phó thiên tai, chủ động di rời khỏi vùng nguy hiểm cũng là yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo an toàn tính mạng của nhân dân, cũng như hạn chế các thiệt hại khác do thiên tai gây ra. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần nghiên cứu bố trí nguồn kinh phí sửa chữa, khắc phục các công trình phòng chống thiên tai và ổn định đời sống người dân. Từ đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 09 năm 2022 quy định tiêu chí đảm bảo yêu cầu phòng chống thiên tai đối với gia đình cá nhân sử dụng công trình nhà ở thuộc quyền sở hữu của mình trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu không được xây dựng công trình nhà ở tại các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Bên cạnh đó, vai trò trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong phòng chống thiên tai với tư tưởng chỉ đạo, chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả nhanh chóng, hiệu quả, trong đó lấy phòng tránh là chính với phương châm 4 tại chỗ. Rà soát lại và có phương án ứng phó kịp thời, tăng cường thông tin, rồi là cảnh báo theo thông tin cảnh báo sớm đến các xã thị trấn để có cái kịp thời thông báo đến người dân chủ động di chuyển người dân ở cái vùng có nguy cơ sạt lở cao. Đối với chính quyền địa phương nơi xảy ra thiên tai phải luôn chủ động huy động lực lượng và phương tiện để khắc phục hậu quả mưa lũ, tạm thời khắc phục các điểm sạt lở trên các tuyến đường giao thông để đảm bảo lưu thông. Chúng tôi cũng đã huy động các cái lực lượng, đặc biệt là chúng tôi có cái biển cảnh báo và có lực lượng dân quân và công an để cảnh giới hai bên đầu đường để cấm các người và phương tiện đi qua lại để đảm bảo an toàn trong cái mùa mưa lũ. Tại vậy, các khu vực sạt lở cũng đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh và tiếp trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai Trung ương xin hỗ trợ về kinh phí, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn bà con nhận biết chủ động trong cái công tác phòng chống sạt lở, đồng thời là có cái giải pháp về lâu dài sửa chữa khắc phục những cái khu vực có nguy cơ sạt lở để đảm bảo được cái sự an toàn trong công tác phòng chống thiên tai. Khi có thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương chủ động huy động lực lượng và phương tiện để khắc phục hậu quả dông lốc, mưa lũ, sạt lở đất, thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ, sớm đảm bảo cuộc sống cho người dân. Trong công tác phòng chống thiên tai, việc chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ là yếu tố quyết định đến hiệu quả công tác phòng chống, đặc biệt là sự hỗ trợ giúp đỡ người dân trong việc di rời người ra khỏi vùng nguy hiểm và đảm bảo cuộc sống của người dân. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền cần đặt biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, kiên quyết di rời người dân nằm trong khu vực nguy cơ sạt lở cao khi thiên tai xảy ra. Và đến đây, phần bình luận của tôi xin được kết thúc. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Tiếp theo là một số thông tin quốc tế. Ngày 22 tháng 9, bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với người đồng cấp Philippines, Ferdinand Marcos, người vừa nhậm chức hồi tháng 6. Trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh sự ủng hộ đối với tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông. Theo Nhà Trắng, lãnh đạo hai nước đã thảo luận về tình hình Biển Đông, đại dịch COVID-19 và năng lượng tái tạo. Về vấn đề Biển Đông, Tổng thống Biden và người đồng cấp Philippines Marcos đều nhấn mạnh ủng hộ tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, cũng như việc giải quyết hòa bình các tranh chấp tại khu vực này. Trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đồng minh giữa hai bên. Tổng thống Biden nhắc lại cam kết của Washington về bảo đảm an ninh cho Philippines, trong khi Tổng thống Marcos đánh giá cao vai trò của Mỹ trong việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực.
Liên minh châu Âu EU vừa nhất trí áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định động viên 300.000 quân dự bị để hỗ trợ cho chiến dịch quân sự ở Ukraine. Đây sẽ là gói trừng phạt thứ 8 của EU đối với Nga. Phát biểu với hãng tin CNN trong chuyến thăm New York tuần này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết các lệnh trừng phạt mới sẽ tập trung vào những cá nhân và thực thể liên quan đến chiến dịch quân sự ở Ukraine và nhằm vào các biện pháp kiểm soát xuất khẩu bổ sung đối với công nghệ dân sự của Nga. Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm nay, EU đã áp đặt 7 gói trừng phạt nhằm vào Nga, cùng với các biện pháp bổ sung, đồng thời liệt kê những cá nhân và công ty nổi tiếng của Nga vào danh sách đen. Dự kiến các bộ trưởng EU sẽ nhóm họp chính thức vào giữa tháng 10 tới. Gói trừng phạt mới nhiều khả năng sẽ được hoàn tất vào thời điểm này. Các bộ trưởng EU cũng nhất trí tiếp tục cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio vừa cho biết Nhật Bản sẽ nới lỏng hơn nữa các biện pháp kiểm soát biên giới được áp dụng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Thông báo này được Thủ tướng Kishida đưa ra trong buổi họp báo bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Thủ tướng Kishida cho biết Nhật Bản sẽ chấm dứt giới hạn số lượng người nhập cảnh vào Nhật Bản. Nước này cũng sẽ dỡ bỏ lệnh cấm đi lại cá nhân, đồng thời cho phép di chuyển miễn thị thực từ ngày 11 tháng 10 tới. Nhật Bản hiện giới hạn số lượng người nhập cảnh là 50.000 người mỗi ngày. Số ca nhiễm COVID-19 mới ở nước này đang giảm. Do đó, ngành du lịch và các ngành khác đang kêu gọi chính phủ nới lỏng hơn nữa hoạt động kiểm soát biên giới. Chính phủ Nhật Bản cũng sẽ khởi động các chương trình kích cầu du lịch như giảm giá du lịch toàn quốc, giảm giá tham dự các sự kiện giải trí nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ, vốn phải chịu tác động lớn từ cuộc khủng hoảng đại dịch COVID-19. Động thái mở cửa hoàn toàn lần này của chính phủ Nhật Bản, cộng với việc đồng yên yếu, được kỳ vọng sẽ giúp sớm khôi phục lại ngành du lịch dịch vụ nước này như trước đại dịch COVID-19. Ngân hàng Trung ương Anh BOE ngày 22 tháng 9 đã quyết định tăng lãi suất cơ bản thêm 0,5 điểm phần trăm lên 2,25%. BOE cho biết sẽ tiếp tục thắt chặt tiền tệ để kiểm soát lạm phát. Ngân hàng Trung ương Anh dự báo nền kinh tế Anh sẽ giảm 0,1% trong quý 3. Quyết định tăng lãi suất của BOE được đưa ra sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất cơ bản lên 0,75 điểm phần trăm trong bối cảnh các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động sau dịch COVID-19 và tác động của giá năng lượng do cuộc xung đột ở Ukraine. Với quyết định trên, lãi suất chuẩn của BOE lên mức cao nhất kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. BOE dự báo lạm phát sẽ đạt đỉnh dưới 11% vào tháng 10, thấp hơn mức đỉnh 13,3% mà họ dự báo hồi tháng trước. Lạm phát sẽ duy trì trên 10% trong vài tháng sau tháng 10. Quyết định của BOE được đưa ra trong bối cảnh đồng bảng Anh ngày càng suy yếu, dự báo suy thoái khủng hoảng năng lượng châu Âu và chương trình chính sách kinh tế mới do tân Thủ tướng Liz Truss đưa ra. Chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể theo dõi trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại qua địa chỉ website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.